Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao tôi lại đang hấp hối trên giường bệnh? Vì sao phải che mặt che tên như kiểu tôi vừa lộ clip sách? Có phải Hà Nội những ngày này bình yên quá, dòng người bớt hối hả khiến tôi thích tạt đầu ô tô không? Thì thực ra cái đấy cũng đúng. Nhưng không phải. Mà hành trình từ nhà tới giường bệnh của tôi nó lại là câu chuyện về một tội ác chiến tranh. Về sự vô nhân tính của loài người khi cam tâm thử nghiệm chất độc phóng xạ lên đồng loại. Hôm qua tôi ăn đồ vợ đâu. Chào mừng các bạn trở lại với chương mục Hôn Nhân Có Gì Vui, nơi tôi kể bạn nghe những câu chuyện về cuộc sống của một người đàn ông sau khi kết hôn. Nó cũng giống như những áng mây cuối trời sau một buổi chiều mưa sầm sì và u tối. Tập 9, vợ tôi không biết nấu nướng. Thực ra thì cái chuyện đồ vợ tôi nấu có thể được coi là phương thức tử hình nhân đạo ở một số quốc gia, thì cái đấy tôi biết lâu rồi chứ không phải bây giờ tôi mới biết. Từ hồi quen vợ, cuộc đời tôi như được thổi vào một làn gió mới, một làn gió mà chẳng thể kiếm tìm ở bất cứ đâu. Gió độc, cái gió mà gây méo mồm với cả liệt nửa mặt ấy. Thực ra tôi biết vợ tôi nấu ăn tệ từ hồi mới quen cơ. Đúng hơn là vào lễ Valentine, khi tôi nhầm túi sô cô la vợ mình làm tặng với hộp cức mèo mà đáng nhẽ hôm ấy tôi phải đem vứt đi. Đời tôi chưa thấy ai đủ khả năng làm ra những viên sô cô la giống cức mèo từ hình hài cho đến nhân cách được như thế cả. Nguyên nhân vợ tôi nấu ăn tệ thì chắc có nhiều lắm, nhưng chủ yếu là do mất não. Nấu ăn mà như kiểu bị vong che mắt ấy. Cái câu chuyện mà nấu một nồi canh nêm 3 lần muối nó đã không phải là chuyện hiếm diễn ra trong nhà tôi rồi. Cái cách thức nấu ăn bán bổ đầu nảy số cái gì thì thêm cái đấy, quên mất mình vừa bỏ cái gì vào thì nêm lại phát nữa cho chắc ăn, được vợ tôi tự hào gọi là phương pháp tối đa hóa khổ đau, bởi vì mỗi bữa cơm là một bảng giao hưởng chết chóc. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Đùa, anh nói quá đáng. Mẹ em dạy rằng trên đời không có người phụ nữ nấu ăn tệ, rằng món ngon nhất trên đời chính là món mà người ta yêu gửi gắm tình cảm vào, rằng bữa cơm không ngon cũng chỉ vì mình chưa yêu đủ mà thôi. Có cái chúng mày đã ăn một bát mì có nước dùng ngai ngái như vị nước ngâm chân bao giờ chưa? Chưa đúng không? Vậy chúng ta có đang ở cùng hệ quy chiếu đâu. Tài năng nấu nướng của vợ tôi cũng giống như cơn nghiện của chú Sáu, rất bản năng. Không hiểu đọc ở đâu trên mạng một người đầu bếp giỏi là người xử lý được với những gì mình có. Đời cho chanh thì làm nước chanh, đời cho trứng thì làm ốp la. Vợ mình nghe xong về áp dụng nhà hết muối ướp thịt bò bằng Maggi. Mà trong Maggi nó có gì? Nó có nước. Mà nước cho vào chảo dầu thì sao? Thì nó bắn. Em nấu ăn chắc lắm Kiều ơi, nhưng mà là chất thải. Ném miếng thịt bò vào thùng rác đi, người mù mà thấy thì phản cảm lắm. Là những gì mà tôi muốn thốt ra khi thấy miếng thịt bò đang bày biện trên bàn. Đấy, nhưng cái đáng sợ nhất về khả năng nấu nướng của vợ tôi, đấy là không nhận thức được khuyết điểm của bản thân. Tôi với con Linh đã nhiều lần ngồi xuống và góp ý với vợ tôi rằng trên đời không có ai hoàn hảo cả, rằng đôi khi ta phải chấp nhận khiếm khuyết của bản thân và giao trách nhiệm lại cho người khác. Thế kỷ 21 rồi, chó mèo sắp chửi nhau bằng tiếng Anh, chúng ta có thể ra ngoài ăn mà đúng không? Nhà mình có thiếu thốn gì đâu, nếu em tiếc tiền em có thể đưa anh nấu mà đúng không? Vợ tôi nghe xong thường trả lời là đùa. Anh nuôi em được bữa nào mà anh cứ cản trở đam mê của em thế? Đùa thế em nuôi anh được bữa nào mà sau ngày nào em cũng tra tấn cái nhà này bằng đồ em nấu thế? Ở đời không nhận thức được mình xấu là một cái tội Kiều ơi. Về lại với lý do tại sao tôi nằm viện, thì nó cũng lại là câu chuyện liên quan tới vợ tôi và cái bếp. Cụ thể là vào thứ sáu tuần trước, Linh chạy về nhà thông báo rằng nó vừa thắng lớn ở một số hạng mục đầu tư, cụ thể là đánh lô, rằng để ăn mừng cả nhà nên góp tiền và đi ra ngoài đập phá một bữa thật bùng nổ vì 3 tháng qua giãn cách xã hội. 3 tháng trời phải ở nhà ăn đồ vợ nấu, Tuân cũng sắp chết héo rồi Linh ơi. Tôi sung sướng nhìn sang vợ, hôm nay được ăn ngoài rồi em ơi. Hôm nay được ăn ngoài đúng không? Đấy, sầm sì và u tối. Phát hiện những thay đổi theo hướng chống đối trên ảnh đại diện của tôi, vợ tôi dùng 30 phút tiếp theo để giải thích cho tôi về sự nguy hiểm của Covid, rằng việc ra ngoài ăn lúc này không khác gì đem cả nhà đi phơi nhiễm với mầm bệnh, và lựa chọn tốt nhất bây giờ là mua đồ về để em nấu thì hơn. Mặc dù tôi đã kịch liệt phản đối, nhưng với luận điểm rằng em rất yêu anh, nhưng nếu avatar của anh không có sự thay đổi thì chính tay em sẽ chỉnh lại nó, nên đành thôi. Cả chiều hôm ấy tôi và Linh như ngồi trên đống lửa. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc tôi đã phải đỡ lấy người Linh để ngăn con mặt không ngã gục xuống khi thấy anh shipper trở đến toàn đồ chưa chế biến. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là không phải mua đồ nấu sẵn về ăn rồi Tuấn ơi. Cả ngày hôm ấy cứ mỗi lần vợ tôi thốt lên hai chữ thôi chết khi cầm lọ muối trong tay là tim tôi và Linh lại chật mẹ một nhịp. Tôi có thử khều sang bạn tôi rằng hôm nay liên hoan là ý tưởng của mày mà. Hủy đi! Ừ nhỉ? Tiếng ừ nhỉ báo hiệu sự thức tỉnh ở cuối câu. Nhưng thế là quá trễ. Đồ ăn đã dọn ra tới bàn, tới giờ ra pháp trường rồi Linh ơi.
Tôi chưa từng thấy bữa ăn nào nó khủng khiếp tới vậy. Nếu bán xăng cho phụ nữ là tội ác thì bán chảo cho vợ tôi phải xếp một tử hình. Nhìn nó với ảnh trên mạng xem y như hai giọt nước, nước sông và nước công. Nhìn đĩa sò này đượm vị quê hương. Ăn thứ này chắc chắn sẽ như được trở về quê, nhưng mà là về 2 lần một tháng. Đấy mới là một nửa số món hôm ấy thôi đấy. Nếu chiến tranh nổ ra em xin phép bắn vợ em đầu tiên rồi mới quay sang bắn địch. Chứ để cái thứ này ở hậu phương nguy hiểm lắm anh ơi. Tuyệt vọng. Tôi có nhìn sang Linh thì thấy bạn tôi đang nở một nụ cười méo mó. Ô, mày có kế hoạch gì sao? Linh cầm chai tương ớt Trinh Su giơ lên và nói. Chỉ cần mày đổ một lượng tương ớt đủ nhiều thì chắc chắn sẽ che được mùi kinh tởm của thức ăn. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Linh gục sau biến đầu tiên, hưởng dương 26 tuổi. Nói thật là chuyện sau đấy như nào tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây. Hình ảnh cuối cùng trong ý thức tôi là đôi đũa, miếng thịt và phần còn lại là màn đêm sâu thẳm. Nhưng không sao, còn sống là tốt rồi. Ngay ngày mai mình sẽ viết một cuốn sách về sự kỳ diệu của loài người. Em gái anh vừa trúng tuyển thực tập đấy, chủ nhật mình liên hoan đi, em nấu nhé. Hôm nay tôi chưa chết. Ít nhất là về thể xác. Bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video. Tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV someday, nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Comment của An: cháu cho chú 3 lựa chọn. 1 là tiền, 2 là vợ chú, 3 là cháu. Mong chú cho lên TV. Vì không thấy An có nói đến việc là được chọn bao nhiêu, nhưng cái lựa chọn thứ 3 là loại đầu tiên rồi này. Thế chú xin phép lấy tiền và vợ chú, còn An chú xin để lại cho người khác nha. Comment tiếp theo của Thiên Thanh: bố cháu ngồi cạnh mà cười muốn xỉu luôn. Mặc dù chú chưa nhìn ra sự liên kết giữa việc cháu cười múng xỉu với cả bố cháu ngồi cạnh là gì, nhưng mà cảm ơn cháu vì lời khen nhá. Comment tiếp theo của Nga Trần: anh Tuân cho em hỏi là khi làm video anh có áp lực không ạ? Mà nếu có thì anh làm gì để giải trí? Về vấn đề làm video có áp lực không thì Nga tưởng tượng để làm một clip thì khoảng thời gian phải ngồi trước máy tính nó rơi vào khoảng từ 20 đến 30 tiếng. Mà thời gian ngồi là tính sau một ngày làm việc rồi về nhà làm clip tiếp, chứ không phải là cả ngày chỉ làm clip thôi đâu. Áp lực lắm, áp lực khủng khiếp luôn. Mà nếu có thì anh làm gì để giải trí? Thị tẩm. Anh thị tẩm để giải trí. Comment tiếp theo của Thông Vô Sỉ: vãi cả tên, chắc chú đang làm video mới rồi nhưng tôi vẫn muốn lên TV. Comment từ 2 ngày trước. Đây là người chơi hệ comment tâm lý này. Chú sủi một tuần nay vì chú ốm 39 độ là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là chú đi sủi chú làm clip đấy. Chuẩn rồi đấy. Đúng. Tôi cho mày lên TV cho mày vui này. Comment của Phan Thảo: anh ơi cố gắng ở bên đấy làm ăn, Hải Phòng mình còn đẹp lắm. Thảo ơi, hình như anh em mình khác hệ quy chiếu rồi. Ồ, từ khi nào mà Hà Nội là nước ngoài vậy? Ồ, cảm ơn Thảo nhá, anh ở bên này sẽ cố gắng làm ăn. Ồ, chắc là comment ở nhầm video rồi. Comment của Nguyễn Thành Nhực: làm sao để nói chuyện duyên được như anh đây hả anh Tuân? Nếu em định nghĩa chửi bậy là nói chuyện duyên thì chắc anh em mình phải xem lại đấy. Đùa mình chửi bậy bỏ bố ra, chúng nó kêu mình nói chuyện duyên. Tiêu chuẩn của loài người ngày nay bị sai rồi. Không tốt đẹp gì đâu em nhá, đừng học theo, bậy bạ lắm.